Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại đến chuyển đổi con game biển đỏ anh em ạ. Cái vốn 16 này là vốn hoàn trả nha anh em. Xem lấy cái vốn hoàn trả này đi vào kiếm xem được bao nhiêu thì mời anh em cùng theo dõi anh em. Sẽ đi vào chuyển cái bước 4 xích bò anh em ạ. Tí mình thả xích hủ con game neo 79 anh em. Làm bài tay biển anh em có x1 vốn anh em ạ. Đúng vào gặp được quả cầu bền tài 4 tay anh em ạ. Khả năng mình sẽ theo quả cầu này anh em. Theo cầu thì sống, chống lại cầu thì chết anh em ạ. Quả cầu này cũng khá run đấy, nhưng mà mình sẽ tự tin nhỉ. Vào nhẹ 3 củ. Rồi. Nếu mà tay này gãy mình sẽ gấp thiếp lên 6 củ này. Cách mình chơi đơn giản thôi anh em. Chỉ cần có vốn mỗi ngày kiếm 2-30 củ thôi. Tay này xỉu không sao nhỉ. Gãy tay đầu thì được, gãy tay thứ hai với 4-16 củ này khả năng là không ổn. Đá nói thì phải 6 mét anh em ạ. Ba luôn. Nếu mà tay này gãy mình sẽ udin nhanh em. Đúng quả cầu nhật tâm. Bắt tài ra xỉu, bắt xỉu ra tài. Thôi mình chấp nhận. Tiếng này mà không có xỉu thì thông báo với anh em là đi 16 củ. Nếu mà tiếng này ăn cầu một tay sau mình sẽ uni. Xin cái xỉu nhỉ. Ok. Lại hút anh em ạ. Khả năng cầu này nó bị xỉu 8. Nên tiếng này mình sẽ đánh nhẹ lại anh em ạ. Bởi vì quả cầu này khá nguy hiểm này. Nên rất là khó. Nên theo 1-1 thì mình phải vào nhẹ. Nếu anh em xem thấy video hay không hay, anh em để lại một like, một đăng ký và bấm chuông, khi nào mình ra video mới sẽ thông báo. Anh em có thể vào xem mình chơi. All in thì lên gần 30. Đúng 1-1. Giờ bắt được chuẩn cầu 1-1 anh em ạ. Không biết tay thứ 3 sẽ như nào. Lẻ là đi hết anh em ạ. Lẻ là đi hết này. Nếu mà tay này ăn nữa thì mình sẽ chuyển sang dịch vụ con neo 79 cho anh em xem. Mình nghĩ anh em sẽ thích cái hú mình quay anh em ạ. Ok anh em ạ, bố anh em ạ. Vốn 16, vốn hoàn trả lên được 27. Còn cái vòng quay may mắn này có 380 điểm anh em ạ. Quay cũng được vài củ và lý đấy anh em ạ. Tay này được 50k to nhất anh em ạ. Quay một, quay hai tay nữa đi. Rồi mình sẽ chuyển sang con neo 79 dịch vụ cho anh em xem. Tám 18k này anh em. Ok anh em nhé, mình sẽ chuyển sang con neo 79 anh em ạ. Đây, con neo 79 anh em hãy quay cái hú cái gì mắc 60.000x này. Tỷ lệ nó ăn rất là cao, hôm nay mình quay cũng bú được mấy lít rồi anh em ạ. Rút hết, hiện tại còn 37 đây. Nếu mà anh em chưa đăng ký con game neo 79 thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký nhé. Hoặc anh em có thể liên hệ qua Talent, ai còn link app 102 để mình hướng dẫn anh em đăng ký và nhận 39k miễn phí để quay hú nhé anh em. Nói hơi nhiều đấy anh em ạ. Không nói thì anh em lại không biết đúng không?
mở bát 50 lượt đi. Bên này lại nổ quả McQueen nữa thì cũng khá ngon đấy. 37. Quay 50 lượt xem lái lời như thế nào. Không sao, tí sẽ cho anh em xem một pha gọi là McQueen luôn chứ. Bởi vì con này mình cũng quay được gần một tháng ấy. Với cái hú này nó như nào mình cũng còn là nắm được một nửa. Lại một pha chưa phải là dớ, những cái pha này may mắn thì được chục, còn không may mắn thì được một hai cổ bọ, có khi là cũng được. Nhưng mà nó mà ra hình đẹp phát thì ngon, x5 là ngon này. Mong là được pha đẹp đẹp, x nó ok một chút thì ngon. Ui pha này pha x8 ấy. Pha này ngon anh em, như cái pha này này anh em, 2 x 8 bằng 16 đấy. Anh em thấy tuyệt vời không anh em? Nếu anh em xem thì cái video này anh em sẽ khoái dích khủ con Neo 79 đấy. Với lại con game này thưởng nạp lên đến 100% đơn nạp đầu tiên. Phát cầu kèo nhiều thôi, chúng ta làm sang tí hú trải nghiệm cái đầu óc để tỉnh táo lên nữa. Chưa thấy quả của là mắc quy, nhưng mà quay hết mấy lượt xem có gặp được không. Nói chung là không biết trước kết quả đúng không? Nên mình cứ quay, biết đâu lại thua hết, biết đâu lại hút 11 tỷ. Nhưng mà mình thấy quay nó tỷ lệ nó thắng cao, nó xuống một tí tí là nó nổ quả lại cho mình lại lên đấy, như thế mình thấy ngon ở cái chỗ đấy. Nhưng mà xuống nó lại lên, nó không để mình cháy vốn. Như vậy là anh em chơi, anh em biết điểm dừng là anh em sẽ chốt lãi ngon. Nếu mà tham thì sẽ thâm, không thâm thì càng ngon đấy. Lên thêm một em nữa thì ngon. 37 vừa lên 50 được có mười mấy, 100x3 thì có 3 lít. Máy quay bên này nổ khá nhiều rồi, ăn hơn trăm rồi, không biết giờ như nào đây, nhưng mà mình nghĩ là vẫn ngon. Quay rồi mới biết đi anh em. Pha này nó thưa thưa. Hiện tại mình đang quay tăng tốc có vẻ là không ổn đấy, nhưng mà mình muốn nhanh. Nổi thì mình ăn, không nổi thôi chấp nhận thua thế thôi. Ba bảy lại xuống đến 4 anh em ạ. Pha này nổi bao nhiêu vậy? 42 3 đánh ăn thua. Con này mình mới chơi được gần tháng, mình đã rút gần 1 tỷ anh em ạ. Quay 150 lượt rồi vẫn chưa có pha nổ mắc quy nhưng chắc anh em đang xem video cũng muốn chờ một pha gọi là nổ mắc quy xem như nào. Còn mình đang quay, vừa quay video vừa quay này, mình cũng mong lắm nhưng mà hãy nổ phát mắc quy nghỉ luôn chứ.
thèm khoái nổ sướng. Quay hú rồi anh em phải chịu khó ngồi sàn. Ở khoan này nổ được bao nhiêu vậy? Khả năng ít thôi nhưng nhìn như này có được làm cụ. Big 1 làm quả 10 đi. 10 nổ quả mẹ chục củ ngon. Mẹ củ 8 phát này bà bạo nhưng mà nó lên đến 10 mới được xa như này nữa thì ngon. 5 năm lại lên 50 nhưng mà anh em thấy không, xuống rồi lại phải lên. Video của mình hơi dài nhỉ, mười mấy phút rồi, 11 phút rồi, cố gắng 15 phút đi rồi. Xem có được pha nào là mắc win. Hai củ dưới phải. Ok anh em nhé, mình sẽ tắt mic rồi mình sẽ bật âm thanh game ra để cho anh em nghe xem có khoái không anh em. Đây rồi anh em ơi, pha này rực rỡ anh em ạ. Ôi, cứ để xem anh em ạ, để xem pha này này. Pha này mới là pha gọi là rực rỡ anh em ạ. Nổ quả mẹ 1 lít ngon. Con này mà nổ mắc thì 2 tỷ thì quay đúng cửa của nó 500k. Có ra sản phẩm không? Sao toàn x1 vậy? Cái pha này cái gì vậy, ta lại thêm được 4 lượt quay anh em ạ. Tưởng thế nào vẫn đứt anh em ạ. Không ra thêm một ô nào để cứu lại. Tại vì nay dích nổ nhiều quá, giờ lại không nổ anh em ạ. Quay 200 lượt anh em ạ. Nếu mà xuống đến 50 thì mình được bao nhiêu, được bấy nhiêu nghỉ thôi nhỉ. Tưởng pha nãy nổ mắc win thì ngon. Được bao nhiêu đây? 6 củ anh em ạ. Với lại anh em chơi cái con neo 79 anh em quay cái thần tài ở đâu nhỉ? Thần tài 6750, anh em quay cái thần tài đấy cũng ăn được. Cái thần tài đấy mình cũng có lên video khá nhiều đấy. Nổ liên tục. 60. Nhìn pha đấy thôi mà nổ được 2 thì cũng ok fit. Rồi pha này nữa anh em ạ. Khả năng quay được hết 17 lượt này vẫn giữ được 60 thì mình sẽ nghỉ anh em ạ. Làm quả mẹ 10 củ mẹ x5 phát. Pha này như thế nào đây? Ok, vẫn còn là ngon anh em ơi. 7 củ rưỡi à, 9 củ chứ anh em, mình tính nhầm. 68. Oh my god, lên thêm một quả nữa nào. Cũng được anh em ạ. Cũng được. Ngon này. 75. 35 lên 75. Nướng hết 14 13 lượt này đi. Lại ngon anh em ạ. Đủ má nó. Toàn gặp những cái pha này thì có là được. Nó cho mình ăn mình còn chửi anh em ạ.
Máy nổi. Cảm giác hồi hộp quá khi chuyển con game Neo 79. Mình hy vọng anh em chuyển thì sẽ không làm anh em thất vọng. Hy vọng của anh em vẫn giống như của mình, sẽ luôn luôn có cái may mắn và gặp được những cái pha như thế này. Đúng rồi, lại bắn ra nữa thì ngon đấy. Lại bắn ra thì ngon đấy. Lại lên thêm một con nữa, X7 thì pha được nhiều này anh em thấy chưa? Dích hú chứa cổng đeo 79 được 22, con này ngon, được nhiều rồi. Còn mấy lượt ấy vậy? 97. Còn 11 lượt nữa anh em ạ. Quay 200 lượt xem như nào. Lại gặp những cái pha như thế này anh em ạ. Quay cái hũ mắc 60.000 x này. Nó cứ phải như thế. Pha này chắc không ăn thua rồi. Pha này cũng vui chơi có được 270 một củ anh em. Còn 6 lượt nữa thôi là kết thúc. Một vụ quay hũ nổ mắc win. Ok anh em nhé, đến đây là kết thúc. Và hẹn em ở những cái video sau anh em. Bye bye anh em, chúc anh em chiến thắng con game biển đảo Big Boss Neo 79. Còn gì anh em cũng thắng anh em khi anh em xem thấy cái video này.